Tiếp theo combo 65 nha quý vị, 10 cây 200 bao ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển tiền trước 100 nha. Còn 100 shipper thu hộ nha quý vị. Còn bán được 90 ngày nữa là nghỉ luôn nha quý vị, nửa tháng sau mới bán lại. Qua mùng 6 đến mùng 9 Tết mới bán lại ha quý vị. Đây cây số 1. Tôi nghỉ sớm lắm, 19 20 âm lịch là tôi nghỉ rồi nha quý vị. Số 2. Số 3. 4. 5. 6 7 8 9 10. Rồi mình về mình vô cái chậu vậy đi. Chứ đừng cái chậu nhỏ quá nha quý vị. Kệ vậy đi, chơi dân nghệ vui thôi. 20.000 cây về mua cái chậu này 10.000 ép vô nó chơi gì được rồi. Đừng có ham cái chậu nhỏ quá. Nhỏ quá như mấy cái này nè, quá nhỏ nè. Cái này là quá nhỏ nè, nè. So với cái này nhỏ quá thấy không? Này ép vô đây nó cực mà chơi á thì nó chăm nó cực lắm nha quý vị. Rồi xuống luôn ha quý vị ha. 10 cây 200 bao ship luôn nha.